Kính thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thành, chủ tọa của buổi thảo. Kính thưa toàn thể quý vị đồng nghiệp, quý thầy cô là các bác sĩ chuyên ngành hô hấp cũng như là các bác sĩ các chuyên khoa khác. Thì tiếp sau bài trình bày của tiến sĩ Vũ nói về một cái kỹ thuật rất là hiện đại, một cái cuộc cách mạng trong việc mà chúng ta tiếp cận các cái tổn thương phổi từ trung ương đến ngoại vi bằng một cái phương pháp đó là siêu âm nội soi, bằng việc chúng ta lấy bệnh phẩm và quan sát trực tiếp cái quá trình mà tác động của tổn thương. Thì tiếp đến phần này thì em xin trình bày một cái nội dung nó sẽ phổ biến hơn, đấy là các cái chỉ định nội soi hô hấp hay là nội soi phế quản trong các cái bệnh lý đường hô hấp. Thì đầu tiên nhắc lại một chút về lịch sử, thì cái kỹ thuật mà để thăm dò đường thở, đúng không ạ? Thì chúng ta đã được biết từ những năm 1890 là những cái nhà bác sĩ đã phát minh ra những cái ống soi, nhưng mà ở đây là những cái ống soi cứng để cho phép chúng ta quan sát đường thở và những đường thở lớn. Và ở cái giai đoạn này thì chủ yếu là các cái mục đích của chúng ta đó là để điều trị, tức là xử lý những cái tổn thương, những cái tắc nghẽn hay là lấy những cái dị vật khỏi đường thở bằng cách là chúng ta đưa những cái ống soi ống cứng vào để thao tác cũng như để quan sát và để xử trí các cái tổn thương. Tuy nhiên thì đến năm 1968 thì nó là thực sự là một cuộc cách mạng khi mà ống soi nội phế quản ống mềm được phát minh ra bởi bác sĩ Ikeda người Nhật Bản. Thì kể từ khi được phát minh ra thì ống soi nội phế quản mềm với những ưu thế vượt trội như là cái tính linh hoạt cho phép thăm dò các tổn thương ở phía rất là xa cũng như là ít xâm lấn đến bệnh nhân, thì từ đó đã trở thành một trong những cái phương pháp thăm dò về hô hấp có giá trị và rất là thiết yếu để chẩn đoán các trường hợp có các bệnh lý hô hấp. Về các cái loại nội soi thì ống nội soi thì chúng ta có các phương pháp đầu tiên sơ khai nhất, đấy là những cái ống nội soi cứng kết hợp với những cái ốp tích cứng. Cái phương pháp này thì hiện tại đến nay vẫn còn được áp dụng, nhưng mà chủ yếu là để trong những cái tình huống mà chúng ta cần phải can thiệp điều trị, ví dụ chúng ta cần giải phóng những cái tắc nghẽn ở đường thở trung tâm, ở khí quản, ở phế quản gốc, hay là lấy dị vật, hay là tiến hành sinh thiết những cái tổn thương mà có nguy cơ chảy máu, đúng không ạ? Còn lại thì những cái phương pháp như là nội soi phế quản ống mềm thì chúng ta có khởi đầu là những cái ống soi với cái hình thức là chúng ta quan sát trực tiếp cái hình ảnh. Tiếp sau đó là chúng ta đã có những cái bước tiến về mặt khoa học kỹ thuật để làm sao có thể chuyển được các cái dữ liệu hình ảnh ra màn hình máy chiếu thật là to để có thể nhìn rõ ràng hơn, cũng như là có thể lưu giữ lại được những hình ảnh đó. Chúng ta có thể tiến hành hội chẩn, tiến hành tham khảo các quý đồng nghiệp. Và có cả những cái phương pháp tức là dùng cái ống nội soi một lần với những màn hình nó gắn trực tiếp lên cái tay cầm của ống soi để dùng trong những cái trường hợp mà chúng ta cần can thiệp hay chẩn đoán cấp cứu. Và cái bước tiến mới nhất đó là ống nội soi phế quản siêu âm, thì như phần trình bày của tiến sĩ Vũ thì nó đã mang lại rất nhiều cái hiệu quả trong việc mà chúng ta chẩn đoán các cái tổn thương phổi ngoại vi cũng như là tổn thương phổi ở trung tâm. Về tổng quan về cái vai trò của nội soi phế quản ống mềm thì chúng ta thấy rằng đây là một cái phương pháp thăm dò rất thiết yếu trong việc chúng ta chẩn đoán và các cái bệnh lý đường hô hấp. Phương pháp này thì giúp chúng ta có thể quan sát được trực tiếp các cái tổn thương ở trong đường thở, đúng không ạ? Quan sát được những cái biến đổi về niêm mạc, những cái tổn thương về khối u, những cái dịch tiết trong đường thở. Nói tóm lại là quan sát rất rõ ràng những cái biến đổi bất thường về trong đường thở. Tiếp đến là giúp các bác sĩ tiếp cận trực tiếp một cách tổn thương nếu các cái tổn thương đấy nó nằm trong ở lòng đường thở, như là các cái khối u hay là thậm chí là những cái dị vật, đúng không ạ? Và từ cái việc mà chúng ta có thể quan sát trực tiếp rồi tiếp cận được gần với tổn thương thì một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng đó là lấy những cái bệnh phẩm đường hô hấp dưới để làm các cái xét nghiệm về vi sinh, về vi khuẩn, tìm ra cái căn nguyên vi sinh gây bệnh hay thậm chí là sinh thiết để chẩn đoán những cái nguyên nhân của những tổn thương đấy được dễ dàng hơn và mang tính chính xác cao hơn, và nó sẽ giảm thiểu được cái mức độ xâm lấn cho người bệnh thay bằng những cái phương pháp mà xâm lấn can thiệp khác như là sinh thiết xuyên thành ngực chẳng hạn. Bên cạnh đó thì nội soi phế quản ống mềm cũng được ứng dụng trong một số cái trường hợp mà chúng ta có những cái chỉ định can thiệp điều trị, ví dụ như là chúng ta cần phát hiện những cái dị vật, đúng không ạ? Có thể áp dụng để tiến hành nong, đốt điện đông, đặt stent để giải quyết những cái tắc nghẽn ở trong đường thở. Thì những cái phương pháp này chúng ta hoàn toàn có thể làm được với sự trợ giúp của cái ống nội soi phế quản ống mềm. Về chỉ định của các chỉ định của nội soi ống mềm thì chúng thấy rằng nó cái chỉ định ở đây rất rộng. Khi mà có những cái bệnh lý mà chúng ta nghi ngờ ở những cái tổn thương ở trong lồng ngực, đúng không ạ? Có thể là những cái tổn thương nhu mô phổi dưới dạng là những cái nốt mờ này, đúng không ạ? Rồi khối u, hay là những cái tổn thương thâm nhiễm ở trong nhu mô phổi, rồi một số trường hợp khác có thể là xuất hiện tình trạng xẹp phổi, đúng không ạ? Thì chúng ta đều có chỉ định làm nội soi phế quản ống mềm để đánh giá cái tình trạng đường thở, phát hiện những cái tổn thương trong đường thở, xem đã những có cái tổn thương khối u hay là những cái tổn thương thâm nhiễm niêm mạc. Từ đó chúng ta có thể tiến hành lấy bệnh phẩm và chẩn đoán ra những nguyên nhân của những trường hợp này.
Bên cạnh đó thì kể cả trong trường hợp mà không có những cái tổn thương trong nhu mô phổi thì cái việc mà chúng ta tiến hành nội soi phế quản ống mềm cũng rất quan trọng trong những trường hợp mà có bệnh lý của cái cơ quan hô hấp, ví dụ như là tình huống mà có tràn dịch màng phổi chẳng hạn, cũng là một cái bệnh lý rất phổ biến. Thì để mà chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch thì chúng ta biết rằng là có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân liên quan đến nhiễm trùng, nguyên nhân liên quan đến bệnh lý khối u. Thì cái việc mà chúng ta đánh giá, quan sát đường thở của bệnh nhân khi tiếp cận với một bệnh nhân tràn dịch màng phổi cũng rất quan trọng để tìm xem có phải là một cái nguyên nhân đặc biệt hay không. Hay là cả trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có những cái tổn thương trong trung thất hay trong tắc nghẽn đường thở, thì việc mà nội soi phế quản ống mềm ở đây thì nó sẽ mang lại những cái thông tin rất là hữu ích. Có thể một số trường hợp là bệnh nhân trên phim cắt lớp vi tính hoàn toàn chưa có những cái tổn thương nhu mô, nhưng mà khi chúng ta quan sát bằng ống nội soi phế quản ống mềm thì đã phát hiện được những cái tổn thương và từ đó có thể tiến hành mà sinh thiết và lấy bệnh phẩm. Sau đây thì em xin phép được đưa vào những cái nhóm bệnh lý phổ biến của ứng dụng cái nội soi phế quản ống mềm đối với những cái bác sĩ thực hành lâm sàng. Mà những cái bệnh lý này thì nó gặp không chỉ là bác sĩ chuyên khoa hấp mà cả những bác sĩ làm đa khoa, chuyên khoa hồi sức tích cực cũng có thể biết và ứng dụng được. Thứ nhất là trong các bệnh lý nhiễm trùng thì chúng ta cũng biết rồi, những cái bệnh lý nhiễm trùng hô hấp là một trong những cái nhiễm trùng phổ biến nhất, và như là bệnh lý viêm phổi chẳng hạn thì nó là gây ra cái tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng hàng đầu, cũng như là cái tỷ lệ bệnh nhân viêm phổi phải nằm khoa ICU chiếm cái tỷ lệ lớn. Thì với cái biện pháp mà nội soi phế quản ống mềm thì sẽ cho phép chúng ta tiến hành thăm dò, bên cạnh cái việc mà quan sát đường thở thì sẽ quan trọng nhất là lấy cái bệnh phẩm bằng các cái phương pháp như là rửa phế quản phế nang, chải rửa phế quản. Từ đó chúng ta xác định được cái căn nguyên nhiễm trùng. Vì có những cái căn nguyên mà các cái biểu hiện trên lâm sàng nó sẽ không đặc hiệu, ví dụ có thể là nhiễm lao hay là bệnh nhân có thể nhiễm nấm chẳng hạn, thì với những tình huống đó thì các bằng chứng về vi sinh là rất quan trọng để mà chúng ta có thể đưa ra được các cái chuẩn đoán xác định. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta tìm được những cái căn nguyên phù hợp thì cái việc thay đổi chiến lược điều trị thì chúng ta sẽ có những quyết định thay đổi chiến lược điều trị sớm, đặc biệt trong cái tình trạng mà bệnh nhân có những cái nhiễm trùng dai dẳng mà điều trị không đáp ứng, thì cái việc mà chúng ta tiến hành nội soi phế quản để lấy những bệnh phẩm đường hô hấp thì là tối quan trọng để xác định xem bệnh nhân có phải gặp phải những cái căn nguyên mà nó không điển hình như là nấm hay lao hay những cái vi khuẩn không điển hình khác, thậm chí là một số trường hợp là nhiễm những cái virus. Bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta phát hiện những cái tổn thương như là dị vật như là u thì nó hoàn toàn là cũng thường gặp, và cái bệnh lý nhiễm trùng ở đây có thể chỉ là những cái hậu quả của những cái tắc nghẽn đường hô hấp thôi, và việc mà chúng ta nội soi được thì chúng ta có thể phát hiện được những cái tổn thương này và từ đó giải quyết những cái nguyên nhân gây tắc nghẽn thì mới có thể điều trị được triệt để cái tình trạng nhiễm trùng cho bệnh nhân. Và phương pháp này thì nó đặc biệt quan trọng ở những cái người bệnh mà bị nhiễm trùng đường hô hấp mà trên nền cái cơ địa đặc biệt, ví dụ như là có suy giảm miễn dịch hay là những có yếu tố nguy cơ cao của những cái bệnh lý khối u là cái tiền sử hút thuốc. Thì từ năm 2009 thì Hiệp hội lồng ngực của Vương quốc Anh thì cũng đã đưa ra được cái khuyến cáo của chỉ định nội soi phế quản trong việc mà điều trị viêm phổi mắc phải tại cộng đồng. Thì không phải tất cả những cái trường hợp nào viêm phổi mắc phải tại cộng đồng chúng ta cũng đều chỉ định nội soi phế quản. Tuy nhiên, trong những trường hợp mà chúng ta thấy các cái triệu chứng hô hấp của bệnh nhân dai dẳng, đúng không ạ? Kém đáp ứng trên lâm sàng, cùng với đó là những cái kém đáp ứng trên những hình ảnh X-quang chẳng hạn, thì lúc này cái việc mà chúng ta nội soi hô hấp hay nội soi phế quản là một xét nghiệm rất cần thiết để loại trừ những cái bệnh lý, đặc biệt là bệnh lý về khối u. Về các cái trường hợp mà bệnh nhân viêm phổi thì chúng ta cũng cần cân nhắc nội soi phế quản ở những trường hợp mà bệnh nhân tiến triển chậm, các cái triệu chứng đáp ứng nó không đáp ứng với điều trị theo kinh nghiệm thông thường, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có tiền sử hút thuốc và lớn tuổi, cụ thể là trên 50 tuổi, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta thực hiện được nội soi phế quản cho những bệnh nhân viêm phổi mắc phải tại cộng đồng thì cần thiết là chúng ta phải làm các cái xét nghiệm như rửa phế quản phế nang để làm những cái căn nguyên như là vi khuẩn nuôi cấy vi khuẩn thông thường này, những con nguyên vi khuẩn không điển hình hay là Pichia legionella, đúng không ạ? Khi mà những bệnh nhân này có nghi ngờ lao thì trong trường hợp kể cả những cái xét nghiệm là AEB đờm âm tính thì chúng ta cũng nên cân nhắc để nội soi phế quản để tìm xem chuẩn đoán xem bệnh nhân có thực sự bị lao hay không. Và ở những cái khu vực mà có tỷ lệ lao cao ấy hoặc trung bình thì khi mà làm nội soi phế quản thì cái bệnh phẩm đó bắt buộc cần phải được gửi đi để tiến hành nuôi cấy vi khuẩn lao. Cũng trong cái khuyến cáo của Hiệp hội Vương quốc Anh thì thấy rằng là đối với những cái bệnh nhân mà có nhiễm trùng mà suy giảm miễn dịch mà chúng ta chưa xác định được cái chẩn đoán cụ thể thì cái việc nội soi phế quản là rất quan trọng với những cái xét nghiệm như là rửa phế quản phế nang, đúng không ạ? Lấy những cái bệnh phẩm để làm cái xét nghiệm vi sinh đặc biệt, thậm chí là những cái virus như là CMV hay là EBV trong dịch phế quản. Và thậm chí có những trường hợp nếu mà nghi ngờ những cái bệnh lý như là lao chẳng hạn thì người ta còn có thể tiến hành các cái phương pháp như là sinh thiết xuyên thành phế quản
dưới cái việc mà chúng ta dùng phương pháp nội soi phế quản ống mềm. Còn ở những cái trường hợp mà bệnh nhân ICU chẳng hạn thì cái chỉ định nội soi phế quản nó cũng được đặt ra, đúng không ạ? Chúng ta không khuyến cáo ở tất cả các trường hợp bệnh nhân viêm phổi thở máy phải được nội soi phế quản. Tuy nhiên, ở những cái bệnh nhân mà không đáp ứng với liệu pháp kháng sinh theo kinh nghiệm, đúng không ạ? Các cái triệu chứng không cải thiện sau khi mà chúng ta đã chỉ định, hoặc là chúng ta nghi ngờ những chuẩn đoán khác, rồi những trường hợp mà bệnh nhân đặt ống thở máy mà có cái tình trạng xẹp toàn bộ thùy phổi chẳng hạn, thì lúc này cái việc mà chúng ta chỉ định nội soi phế quản là rất cần thiết. Bên cạnh đấy thì nội soi phế quản ống mềm cũng được sử dụng trong những cái trường hợp mà chúng ta hỗ trợ cho cái việc mà mở khí quản qua da cho bệnh nhân, giúp cho cái thủ thuật này thực hiện một cách chính xác và an toàn hơn. Ở cái bệnh cảnh tiếp theo đó là những cái trường hợp ho máu, là một trong những cái bệnh cảnh cũng rất thường gặp trên thực tế lâm sàng với các cái bác sĩ hô hấp. Thì nội soi phế quản ở ống mềm ở đây thì nó sẽ có những cái vai trò rất quan trọng. Đầu tiên là đối với trường hợp mà ho máu nó không có các cái dấu hiệu nguy kịch chẳng hạn, đúng không ạ? Thì chúng ta phải tiến hành nội soi phế quản để mà lấy bệnh phẩm, tìm những cái căn nguyên, đặc biệt là như là lao chẳng hạn hay là ung thư. Với những cái tổn thương trong đường thở chúng ta có thể phát hiện được. Còn trong những trường hợp mà thậm chí bệnh nhân ho máu nhiều chúng ta không kiểm soát được, thì lúc này nội soi phế quản ống mềm là một cái công cụ hỗ trợ để mà có thể giúp can thiệp điều trị tình trạng ho máu cho bệnh nhân. Một cái nhóm bệnh lý nữa mà chúng ta cũng đã được nghe nói đến trong những cái năm gần đây, đấy là nội soi phế quản trong bệnh phổi kẽ. Thì như quý vị thầy cô cũng biết, tức là bệnh phổi kẽ là một trong những cái nhóm bệnh lý hô hấp rất phức tạp do nhiều nhóm nguyên nhân gây ra và có một hệ thống phân loại phức tạp nhất trong số các cái bệnh lý hô hấp, đúng không ạ? Và việc mà chúng ta chỉ định nội soi phế quản là một những xét nghiệm hàng đầu được chỉ định thường quy để mà chúng ta định hướng cái căn nguyên mà gây ra bệnh phổi kẽ. Thì với nội soi phế quản ống mềm chúng ta có thể lấy được cái dịch rửa phế quản phế nang đó. Từ đó chúng ta định hướng được nguyên nhân, rồi loại trừ những cái căn nguyên về nhiễm trùng, hay là trong một số trường hợp chúng ta có thể tiến hành sinh thiết xuyên vách phế quản để chẩn đoán bệnh lý sarcoidosis, hay là loại trừ những cái căn nguyên ác tính. Thì đây là một cái hình ảnh minh họa về một cái trường hợp mà đã được chẩn đoán tại trung tâm hấp, một cái bệnh nhân nữ 33 tuổi vào viện vì cái lý do ho kéo dài. Bệnh nhân này thì cũng đã đi khám và tiến hành chụp X-quang cũng như các lớp vi tính thì không phát hiện được bất kỳ một cái tổn thương nào trên hình ảnh các lớp, không có tổn thương nhu mô phổi cũng như là tổn thương trong trung thất. Tuy nhiên với cái triệu chứng mà dai dẳng kéo dài thì đã quyết định, các bác sĩ đã được quyết định nội soi phế quản ống mềm cho bệnh nhân. Và khi chúng ta nội soi phế quản ống mềm thì thấy rằng dọc đường thở của bệnh nhân từ phế quản gốc rồi khí quản, các cái phế quản phân nhánh khác thì đều có những rất nhiều đốt nhỏ ở trong đường thở. Và với cái ca lâm sàng này chúng thấy rằng là chỉ có thể bằng nội soi phế quản ống mềm chúng ta mới có thể tiếp cận được các cái tổn thương trong đường thở và đưa ra những cái chẩn đoán kịp thời cho bệnh nhân. Và với cái phương pháp nội soi phế quản ống mềm thì nhờ đó chúng ta đã tiến hành sinh thiết và cho cái kết quả là một cái bệnh lý sarcoidosis, một trong những cái bệnh lý mà lành tính có thể điều trị được. Và bệnh nhân thì sau khi mà được điều trị ở glucocorticoid thì được kiểm tra lại soi phế quản sau một tháng thì chúng ta thấy rằng là gần như các cái tổn thương đã biến mất, đúng không ạ? Hình ảnh bệnh nhân có hình ảnh nội soi khí phế quản được trở lại bình thường. Trong ung thư phổi thì người ta thấy rằng là nội soi phế quản nó cũng là một thăm dò rất quan trọng, đúng không ạ? Giúp phát hiện được những cái tổn thương trong lòng khí phế quản. Từ đó chúng ta lấy bệnh phẩm để chẩn đoán. Bên cạnh đó chúng ta cũng đánh giá được cái giai đoạn và mức độ xâm lấn để đưa ra cái tiên lượng cũng như là lựa chọn điều trị cho bệnh nhân, xem bệnh nhân này còn có cái cơ hội phẫu thuật được hay không trong một số trường hợp nhất định. Và khi mà chúng ta quan sát được những cái tổn thương trong lòng phế quản rồi thì việc chúng ta sinh thiết thì cho cái độ chính xác đạt đến 85%, đúng không ạ? Và nếu mà có một cái khối u trong lòng phế quản thì cái việc mà trải rửa phế quản cùng với việc sinh thiết những cái tổn thương trong lòng phế quản thì giúp tăng cái tỷ lệ chẩn đoán. Tuy nhiên chúng ta cũng cần lưu ý là phải thực hiện chụp các lớp vi tính ngực trước khi nội soi phế quản để đánh giá những cái tổn thương phổi một cách chính xác cũng như là đánh giá cái nguy cơ chảy máu của bệnh nhân trong tiến hành mà cho sinh thiết. Thì trong các cái tiếp cận về đánh giá những khối u bệnh lý ác tính ở phổi thì chúng thấy rằng là nội soi phế quản là một cái thăm dò thiết yếu và thường quy, đúng không ạ? Kể cả trong những trường hợp mà những cái đối tượng bệnh nhân mà có nguy cơ cao như hút thuốc hay có tiền sử gia đình mà người nhà đã bị ung thư phổi, khi mà có những cái triệu chứng dai dẳng và nghi ngờ đường hô hấp thì kể cả bệnh nhân không có các cái bất thường trên các lớp hoặc là X-quang thì nội soi phế quản cũng vẫn được chỉ định để tầm soát những cái tổn thương trong đường thở cho bệnh nhân này. Hiện tại thì cũng đã có rất nhiều cái cải tiến trong kỹ thuật để giúp các bác sĩ có thể phát hiện những cái tổn thương sớm. Đấy là những cái nội soi ánh sáng với giải tần hẹp. Thì với cái ánh sáng trắng thông thường ấy, nó là sự pha trộn của một loạt những ánh sáng với những cái bước sóng khác nhau, đúng không ạ?
Còn với cái ánh sáng giải tần hẹp thì lại những cái ánh sáng vừa đơn sắc với những cái giải tần chuyên biệt và nó được hấp thu một cách đặc biệt bởi hemoglobin. Từ đó chúng ta có thể phát hiện được những cái biến đổi niêm mạc ở giai đoạn rất sớm mà bằng cái ánh sáng trắng mà chúng ta không thể nhìn thấy, đúng không ạ? Và phát hiện những cái tổn thương trong lòng phế quản sớm. Thì đây là một cái hình ảnh ví dụ về cái tổn thương trong lòng phế quản khi mà chúng ta nội soi phế quản ống mềm có thể phát hiện. Và khi nhìn thấy cái tổn thương này, chúng ta có thể tiến hành để sinh thiết tổn thương, đúng không ạ? Giống như cái hình ảnh quý vị đại biểu có thể xem. Và trong quá trình sinh thiết thì chúng ta cũng có thể quan sát được trực tiếp cái quá trình sinh thiết của chúng ta, đảm bảo được quá trình mà lấy bệnh phẩm một cách chính xác và đánh giá các cái biến chứng, những cái biến cố có thể gặp trong sinh thiết như là chảy máu chẳng hạn. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng nội soi phế quản nó không chỉ dừng lại ở là một cái phương pháp thăm dò chẩn đoán mà còn là một cái phương pháp mà can thiệp điều trị. Cụ thể ở đây là chúng ta có thể áp dụng nội soi phế quản là một cái công cụ hỗ trợ rất là đắc lực để điều trị những cái trường hợp mà ví dụ như là sẹo hẹp khí quản sau đặt ống nội khí quản chẳng hạn. Thì đây cũng là một cái thăm dò hết sức quan trọng với cái hiệu quả cũng như là cái mức độ xâm lấn ít nhất cho bệnh nhân. Thì ví dụ ở đây là một cái hình ảnh bệnh nhân mà hẹp khí quản sau khi mà đặt ống nội khí quản, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể nội soi phế quản ống mềm kết hợp với đốt điện đông cao tần để mà chúng ta đốt cái sẹo hẹp làm mở rộng đường thở cho bệnh nhân. Rồi chúng ta cũng có thể có áp dụng cái phương pháp đó là nong bóng nội khí quản, khí phế quản để làm rộng đường thở cho bệnh nhân. Và rõ ràng chúng ta thấy khi mà được đốt điện đông mà kết hợp với nong bóng thì cái đường thở của bệnh nhân đã được giải phóng và kèm theo đó là cái cải thiện triệu chứng trên lâm sàng. Một cái chỉ định nữa cũng rất hay gặp đối với cái trên lâm sàng mà có vẻ là nhiều khi chúng ta có phải bỏ qua, đó là những trường hợp mà nội soi ở phế quản phát hiện những cái dị vật. Thì trường hợp này đặc biệt gặp ở những cái bệnh nhân mà bị viêm phổi tái diễn nhiều lần, đặc biệt là ở những người mà có yếu tố nguy cơ như là với những người cao tuổi chẳng hạn, bệnh lý bị tai biến mạch máu não, có những cái di chứng thần kinh mà ý thức bệnh nhân không được tỉnh táo hoàn toàn. Thì khi mà bệnh nhân có những tình trạng mà viêm phổi tái diễn nhiều lần ấy, thì việc chúng ta nội soi phế quản để phát hiện những cái dị vật và từ đó loại bỏ các cái yếu tố nguy cơ gây nhiễm trùng tái diễn thì là một trong những cái thăm dò hết sức quan trọng, giống như trên hình ảnh ở đây đó là một cái dị vật ở phế quản gốc phải của bệnh nhân. Và để tổng kết lại thì các cái chỉ định nội soi phế quản ống mềm thì chúng thấy rằng là có cái nhóm chỉ định liên quan đến chẩn đoán bao gồm các cái bệnh lý về nhiễm trùng, những cái tổn thương u nốt mở phổi, rồi bệnh nhân ho máu, các trường hợp mà có hạch hay là u trung thất, bệnh nhân có nghi ngờ cái tắc nghẽn ở đường thở như là u hay dị vật, bệnh nhân có tình trạng xẹp phổi hay là có cái tình trạng nhuyễn sụn phế quản, rò khí phế quản, cũng như là một cái phương pháp để đánh giá trước phẫu thuật hay là ghép phổi chẳng hạn. Về chỉ định điều trị thì nó cũng được áp dụng trong rất nhiều trường hợp như là đặt ống nội khí quản khó chẳng hạn đối với những bác sĩ ICU, hay là được sử dụng để lấy dị vật, sử dụng để điều trị sẹo hẹp khí quản phế quản như là chúng ta vừa xem trên các cái ví dụ. Các cái chống chỉ định thì nó chỉ chống chỉ định trong trường hợp mà bệnh nhân có những bệnh lý nội khoa mà chưa được ổn định. Ví dụ như là bệnh nhân có những bệnh lý về hô hấp, tim mạch đang ở trong giai đoạn mà mất bù như là nhồi máu cơ tim, suy tim mất bù hay là rối loạn nhịp mà chưa được kiểm soát. Các cái bệnh lý về hô hấp như đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là hen. Các cái chống chỉ định thì thường được đặt ra khi mà bệnh nhân có những rối loạn đông máu, đặc biệt là trong trường hợp mà chúng ta phải tiến hành sinh thiết để lấy bệnh phẩm. Các cái nguy cơ của nội soi thì nguy cơ liên quan tại chỗ thì hầu như là nó rất là nhẹ và cái tỷ lệ gặp trên lâm sàng thì rất là thấp, với một số biểu hiện như là có thể bệnh nhân có đau họng, khàn tiếng, có thể xuất hiện cái tình trạng mà co thắt phế quản trong quá trình nội soi, hay là bệnh nhân có thể bị chảy máu hay là tràn khí nếu mà chúng ta tiến hành sinh thiết lấy bệnh phẩm, rồi có thể sốt sau khi mà bệnh nhân tiến hành rửa phế quản phế nang. Bên cạnh đó thì cũng có những cái nguy cơ liên quan đến vô cảm, ví dụ như là gây tê tại chỗ hay là gây mê toàn thân, trong đó cũng có gặp phải những cái biến chứng như là sốc phản vệ. Thì trên đây là một phần trình bày liên quan đến các cái chỉ định nội soi phế quản trong chẩn đoán các cái bệnh lý của đường hô hấp. Một lần nữa thì em xin cảm ơn quý vị đại biểu, quý thầy cô đã chú ý lắng nghe. Tôi xin có ý kiến. Thì tôi cũng đã từng làm nội soi phế quản. Tôi làm ở bệnh viện, trước kia thì làm ở Chợ Rẫy. Thì cái lúc mà tôi còn làm ở Chợ Rẫy thì thật sự ra mình rất là yên tâm đối với nội soi phế quản, bởi vì xung quanh tôi ngoài cái đội ngũ mà bác sĩ nội khoa của nội hô hấp thì bác sĩ cái của ngoại hô hấp cũng như là ICU
thì tôi nghĩ đó là một cái hỗ trợ rất mạnh để khi mà mình làm nội soi phế quản, bởi vì mình không biết là những cái thủ thuật mà xâm lấn như vậy nó sẽ xảy ra cái ho ra máu lúc nào, cái tác dụng sau nội soi. Thành ra khi mà trình bày như vậy thì chúng ta thấy rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà trong thực tế, thí dụ mấy anh chị mà có ra làm ở các phòng khám tư nhân hoặc là những cái bệnh viện tư nhân mà muốn triển khai nội soi phế quản thì tôi nghĩ rằng là phải cẩn thận, bởi vì các cái phòng khám tư nhân, các cái bệnh viện tư nhân không đầy đủ cái phương tiện để mà cấp cứu trong những cái trường hợp bệnh nhân ho ra máu. Cái đó là một cái điểm chúng ta cần lưu ý. Tại vì nghe bác sĩ Đức trình bày thì ai thấy cũng quá là ngon lành, quá là nhẹ nhàng. Nhưng mà trong thực tế thì nó không có như vậy. Thì xin hết. Có lẽ anh Đức cũng không cần phải trả lời đâu, vì ý kiến của chị là chân lý. Thực tế là không cần phải chúng ta. Thầy thuốc của chúng ta luôn luôn đứng trước một cái ranh giới hết sức là mong manh. Sự cần thiết phải làm và nguy cơ có thể xảy ra. Cái câu chuyện đó là câu chuyện hiển nhiên trong cuộc đời thầy thuốc. Trích vaccine cũng có thể xảy ra tai biến. Các anh chị trong hội trường có ý kiến gì thêm? Tôi muốn hỏi bác sĩ Đức một chút xíu là ở chỗ thực hành của bác sĩ Đức ấy, những người làm nội soi là bác sĩ hay là những người làm nội soi là chuyên trách? Vâng ạ, em xin cảm ơn câu hỏi thầy. Thì hiện tại tại trung tâm Hô hấp Bạch Mai thì các cái bác sĩ mà trực tiếp đến nội soi thì đều là các cái bác sĩ chuyên khoa hô hấp, thì cũng đã có những cái kiến thức về các cái bệnh lý hô hấp cũng như là các cái kỹ năng để cấp cứu bệnh nhân như là cấp cứu suy hấp hay chảy máu trong những cái tình huống mà cần thiết. Tôi cũng rất là đồng ý với cách phân công phân nhiệm thế nếu chúng ta làm ở trong bệnh viện môi trường đa khoa. Thật sự mà nói thì bác sĩ nội khoa hô hấp mà cầm ống soi thì nó tốt hơn rất là nhiều, bởi vì tiếp xúc với bệnh nhân rồi có cái sự hội chẩn trong khoa rồi quyết định nội soi. Còn thông thường bác sĩ nội soi chuyên trách là họ tiếp cận với bệnh nhân rất là giới hạn. Và cho nên rằng là cái câu chuyện của họ có đôi khi nó giải quyết không được chu đáo lắm. Tôi nghĩ là như vậy. Thế nhưng mà tôi biết rằng là có một số trung tâm hô hấp gọi là chuyên sâu đó, là để cho bác sĩ nội soi ở một cái đơn vị riêng. Còn bác sĩ của nội hô hấp chỉ có chỉ định thôi. Cái đấy tôi thấy như thế là nó có vẻ nó không hợp lý lắm. Không biết các anh chị có ý kiến gì thêm không ạ? Chắc như vậy là cũng đủ rồi. Xin cảm ơn bác sĩ Đức. Cho phép tôi có một vài kết luận như thế này. Thật sự thì chúng ta đang đi những cái bước thật sự là dài trên con đường chuyên khoa hóa và hội nhập với cái xu hướng phát triển của thế giới. Trên con đường đó thì nói như chị Như mới phát biểu, tức là chúng ta cần phải đi từ chỗ có cho đến chỗ chuẩn. Từ chỗ có đến chỗ chuẩn là một con đường cũng tôi nghĩ là cũng rất là gian truân. Những ngày đầu tôi cầm nội soi là tôi soi dưới một cái máy hiên nhà mà nước mưa nhỏ tí tách. Và đến bây giờ thì chúng ta cũng không nói rằng là chúng ta chuẩn, bởi vì rõ ràng theo cái thiết kế của một cái phòng nội soi chuẩn của chúng ta là nó phải đảm bảo cái môi trường không khí được luân chuyển. Và tôi nghĩ rằng khó có phòng soi nào ở Việt Nam đảm bảo các cái tiêu chuẩn chuẩn quốc tế về cái không khí luân chuyển để tránh lây nhiễm cho thầy thuốc nội soi. Thế thì hôm nay chúng ta nghe hai cái báo cáo rất là quan trọng. Cái báo cáo thứ nhất là nội soi cơ bản. Và tôi nghĩ những cái báo cáo như thế này các anh chị có thể rất là yên tâm, đừng quá lo lắng. Bởi vì chúng ta đứng trước cái lợi và cái hại, chúng ta thấy cái lợi nhiều. Và chúng ta nên có một cái tầm nhìn triển khai cái nội soi phế quản soi mềm cơ bản ở cái đơn vị của mình. Thế còn cái báo cáo thứ hai thì chúng ta thấy rằng là câu chuyện nó đã ở một cái mức nâng cao hơn. Và tôi cũng rất muốn từ cái diễn đàn này phát đi một cái thông điệp rằng chúng ta nên nhìn cái vấn đề tiếp cận các cái kỹ thuật chẩn đoán, đặc biệt các kỹ thuật chẩn đoán can thiệp dưới góc độ cái phần tuyến. Nếu như ở tầm chúng ta chỉ làm đến ở cái mức độ cơ bản thôi thì chúng ta cũng đừng cố gắng để phát triển cái kỹ thuật nâng cao. Thế còn nếu mà chúng ta có trách nhiệm xử lý bài toán ở cái mức độ nâng cao thì cố gắng phải hoàn thiện mình để cho nó đảm bảo cái chất lượng. Chứ đừng có từ chối phát triển các kỹ thuật nâng cao vì những cái lý do, thí dụ như là đào tạo, thí dụ như là vấn đề kinh phí v.v. Thế nhân về nói về cái chuyện đào tạo thì tôi xin được mở ngoặc, đóng ngoặc thế này. Hiện nay cái đào tạo cơ bản thì tôi biết là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đang đào tạo cơ bản. Không, hình như Chợ Rẫy thì không có cái trung tâm cho nên không giải quyết được. Nhưng mà ở Cần Thơ thì có đang có cái đào tạo cơ bản và đã mở đến khóa thứ hai rồi. Các bạn lưu ý hàng năm là các trung tâm đào tạo này họ đều có mở lớp hết. Ở phía Bắc thì tôi biết là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Phổi Trung ương là có mở lớp đào tạo cơ bản.
Cho nên là chúng ta nên chú ý đến các cái thông tin để chúng ta có thể tham gia học, bởi vì bắt buộc chúng ta phải có chứng chỉ hành nghề. Bây giờ đo điện tim cũng phải có chứng chỉ hành nghề. Thế còn cái câu chuyện của kỹ thuật nâng cao thì hiện giờ tôi biết rằng là Olympus đang là một cái người bạn hết sức là trung thủy và rất là hiệu quả, hỗ trợ cho Hội Hô hấp Việt Nam đang triển khai các cái khóa đào tạo kỹ thuật nâng cao. Và các bạn nếu có cái nhu cầu thì các bạn chú ý đến các cái thông tin chiêu sinh của cái chương trình này, và cái chương trình này nó cũng làm liên tục. Thế cho nên tôi nghĩ rằng là dưới góc độ đào tạo thì chúng ta hoàn toàn không phải lo lắng gì cả. Cho nên là chúng ta, nếu như chúng ta thấy câu chuyện của chúng ta cần, thì chúng ta nên thực hiện hết cái khả năng của mình để phục vụ cho bệnh nhân tốt hơn. Tôi xin phép được kết thúc cái session nội soi ở đây với cái giờ để trao lại cho cái session sau. Xin cảm ơn hai báo cáo đã mang đến những cái báo cáo rất là chất lượng, và xin cảm ơn công ty Olympus đã tổ chức cái session rất là thú vị này. Xin cảm ơn.